Fenrir năm nay á, nó lại rất là trùng hợp, tức là chúng ta tối hôm qua chúng ta vừa là tổ chức hoàn chỉnh và xuất sắc cái chung kết của Rap Việt với một cái kỷ lục trên YouTube là 1.120.000 người xem cùng một lượt. Tất cả chúng ta hãy cùng chúc mừng. Và trên tinh thần của Rap Việt á, là bùng cháy, thì hôm nay tôi hy vọng là tất cả các anh em nghệ sĩ sẽ cùng với lại toàn thể nhân viên của tổ hợp Đất Việt VAC sẽ bùng cháy với cái phần thân này nha. Thank you tất cả các bạn, các bạn ở đây. Chào mừng quý vị khán giả Lại Vui Lâm. Thì ngày hôm nay dậy rất là sớm như vậy nha. Lâm từ quê hương của mình là Long Thành, Đồng Nai. 4 giờ sáng Lâm đã chạy mình lên tới đây rồi. Thì ngày hôm nay rất là vui vì đã 3 năm Lâm có mặt ở đây. Cho dù có bận cỡ nào thì ngày hôm nay cũng chưa lịch ra, bởi vì nguyên một năm làm vất vả rồi. Lâm ít khi nào mà dậy sớm lắm, phải chịu cái trường hợp mà quay nào mà phải sớm lắm luôn á, nhưng mà không có trường hợp mà dậy 4 giờ đi quay hết. Mà lần đầu tiên trong năm nay mà 4 giờ sáng là phải dậy để mà chạy bộ, tinh thần bây giờ rất là sảng khoái. Thì thấy cảm giác cái không khí, cái sinh khí của mình nó tăng động hơn, nó thoải mái hơn. Thì đó giờ nếu như mà ngày bình thường là phải trưa mới dậy, 1-2 giờ trưa mới dậy, mà đây là dậy rất là sớm. Bây giờ tinh thần rất là sảng khoái. Và khi mà tới đây thì thấy anh chị em nghệ sĩ cũng như tất cả mọi người ai cũng sẵn sàng trong tư thế để chạy bộ, để gây quỹ từ thiện. Thì không phải một mình Lâm mà tất cả những đồng nghiệp của Lâm như là chị Đâm Thư, anh Chí Thiện, ST Xuân Thạch cũng đã có mặt tại đây từ rất sớm. Hy vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là ý nghĩa tất cả mọi người. Chúc chương trình thành công thật là tốt đẹp. Hiện tại Nam Thư đang ở một cái không khí mà như mọi người thấy rất là đông, rất là nhộn nhịp, rất là đông người và ai cũng hết sức là hào hứng để bước vào cuộc chạy. Thực sự là khi ngay từ đầu Thư bước vào á, thì tất cả mọi người ở đây ai cũng hỏi là mình sẽ chạy được bao nhiêu cây số. Và bản thân Thư thì không biết, cứ chạy thôi, khi nào không chạy nổi thì ngừng. Và đây là lần đầu tiên mà Thư được tham gia một cái hoạt động như thế này. Cảm xúc của mình hiện tại hết sức là hào hứng. Và thực sự là rất cảm ơn Beyond, rất cảm ơn Đất Việt đã cho Thư góp mặt ngày hôm nay. Và hy vọng là năm sau nữa sẽ có nhiều chương trình bổ ích như thế này, tăng cường sức khỏe như thế này. Nguồn năng lượng của Thư là 100% nha mọi người. Fighting! Chúng tôi là nói chung là thấy rất là sảng khoái, rất là đã. Chưa bao giờ mà mình dậy sớm mà như ngày buổi ngày hôm nay mà mình chạy hết mình. Cho dù có lúc mà rất là mệt nhưng mà mình vẫn cố gắng fighting và đã đến cuối cùng đã đến đích. Thì cảm giác của mình là đây là một cái cơ hội để cho mọi người có thể rèn luyện sức khỏe cũng như là stress cho giờ làm việc. Thì mình thấy là công ty nên tổ chức nhiều buổi như vậy nữa. Mình nghĩ cái thành tích nó không quan trọng, quan trọng là mình giống như mình chiến đấu, mình vượt qua được bản thân mình thôi. Mình nghĩ đó là cái điều mà quan trọng nhất. Thật ra cuối cùng những lúc mà mình khi mà mình chạy có những lúc mà mình rất là mệt mỏi, nhưng mà các bạn mà động viên kế bên fighting đó làm cho mình tiếp tục, mình đứng lên, mình không bao giờ ngừng. Thì mình nghĩ đó là cái điều quan trọng nhất trong thể thao cũng như trong cuộc sống. Trước khi chạy thì mọi người rất là sung sức và rất là vui và không khí ở đây rất là sôi động. Và sau khi chạy thì mình cũng cảm thấy vui vì mình đã hoàn thành xong cự ly 5 km của mình cùng với hai người bạn của mình. Thì hôm nay bọn mình đã dậy rất là sớm, dậy từ 5 giờ rồi và đã có mặt ở đây lúc 6:30. Và trước khi chạy thì tụi mình cũng có khởi động cho kỹ, xong với tinh thần vô cùng phấn khích. Cho nên là cái buổi việc chạy hoàn thành rất là tốt đẹp. Khi mà về tới đích thì mình rất là vui tại vì mình đã hoàn thành xong 5 km và thực sự rất là mệt nhưng mà trong lòng lúc nào cũng cảm thấy rất là hào hứng và hy vọng là sẽ có nhiều buổi chạy ngày như thế này hơn nữa để tụi mình có thể nâng cao sức khỏe hơn và tham gia cùng cộng đồng. Xin chào tất cả mọi người, mình là SC Sơn Thạch và hiện tại thì SC đang đứng tại Fenrir và hôm nay là lần thứ 20 và đây không phải là lần đầu tiên mà SC chạy được 5 cây số, bởi vì SC cũng đã hay chạy bộ ở trong các trung tâm thể hình nè. Ngoài ra thì SC cũng đã tham gia rất là nhiều giải chạy và SC thấy là nếu chúng ta chạy bộ thì sẽ nâng cao được cho chúng ta sức khỏe và sức đề kháng. Cho nên là SC cũng như là
AC rất là mong muốn là tất cả mọi người sẽ duy trì được cái việc này nhé. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Yeah! Chào 500 anh em đất Việt, chúng tôi là Vion, không thể rời mắt. Ngày hôm nay chúng tôi đã hoàn thành cự ly 5 km với Bicham and Vion. Chúng tôi hy vọng rằng thông điệp về sự khỏe mạnh lan tỏa và tinh thần đi lên của Vion sẽ không ngừng phát triển. Và một lần nữa, I love Vion, không thể rời mắt.